phố đi bộ Mộc Châu. Tôi tên là Ngân Thị Thanh Thắm, rất vinh dự và hạnh phúc khi được đại diện cho bản làng và thông bàn bạc đường sang Mộc Châu Sơn La đến hội thi và tặng du lịch Sơn La. Và ngày hôm nay tôi xin phép được mang nét đẹp của đồng bào dân tộc Thái tại bản bạc để giới thiệu với toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trong đời sống của đồng bào dân tộc Thái có rất nhiều nét đẹp, trong đó không thể thiếu được khung cử và khăn piêu và trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Và đây xin được giới thiệu với quý vị, phía bên cạnh tôi đây chính là khung cử được làm bằng gỗ, tre, cây, dao, dựa, cây. Khung cử dùng để dệt làm ra các sản phẩm thủ công, những vải thổ cẩm nhiều màu sắc sặc sỡ, nhờ bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Thái đã tạo nên những bộ trang phục, những chiếc khăn, vỏ chăn, vỏ gối, vỏ đẹp hay các phụ kiện như túi, ví, mũ, thú bông, đa dạng về mẫu mã, hoa văn. Các sản phẩm không chỉ mang nét đẹp giá trị của đồng bào dân tộc Thái và từng bước phát triển và góp phần tạo nên công việc ổn định cho chị em phụ nữ. Và đây tôi xin được giới thiệu với quý vị, đây là khăn piêu, là một trong những thổ cẩm nổi tiếng của đồng bào dân tộc Thái, một vật chất đúc chết đúc kết trao truyền qua nhiều thế hệ người Thái. Khăn piêu có 4 dòng, 9 họa tiết, 3 đục thể hiện nhận thiên địa là con người bầu trời. Khăn piêu được những người phụ nữ Thái thêu bằng bàn tay khéo léo đã tạo nên những chiếc khăn nhiều màu sắc sặc sỡ. Và đây tôi xin được giới thiệu với quý vị, đây là trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Đối với đàn ông, áo thường với cà vạt, tiếng địa phương hay gọi là áo tràng, còn tiếng Thái gọi là sứa đảng nin. Đây là trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Thái trắng. Và với phụ nữ, cổ áo thường hình chữ V và hình tròn, và hàng cúc bướm được tượng trưng cho tình yêu nam nữ. Hàng cúc bướm có ý nghĩa rất đặc biệt đối với phụ nữ có chồng là số chẵn và phụ nữ chưa có chồng là số lẻ. Đây là những bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Nếu thấy video này hay, vui lòng ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút chuông hoặc subscribe hay logo sưu tập hay để nhận thông báo các video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.